hết thuốc chữa. Không cao một đồng về bôi lười người đời chế bôi, chỉ có mỗi cà phê thôi. Sau gần 3 năm im ắng kể từ trách cuối mang tên Amen được phát hành trên kênh YouTube, thì gần đây nam rapper DSK đã bất ngờ đánh áp đối với rap Việt khi anh đã tung hàng loạt trách lên tài khoản SoundCloud cá nhân của mình, trang RapGodzilla Việt Nam. Tài khoản đã không đăng tải gì từ 9 năm trở lại đây. Playlist là những bản demo mới nhất của anh. Cho đến thời điểm hiện tại đã có tới 16 trách, nhưng hầu hết các sản phẩm chỉ là demo và đang được anh thử nghiệm. Tất cả đều được sử dụng AI, trong đó nhiều trách có thể thấy có cả giọng của cá hồi hoang, Thơm hay Kim Miss. Vào ôn binh mây sương trắng, tường giang đã tan dần, còn đồng trên những tàn lá như điều kéo kéo tiếng chim sớm. Nhiều lúc chỉ biết cố gắng hết sức, có công thương. Cả đêm nỗ lực mà may mắn thì đâu có công thương. Tao đã nói lại thương đùa vẫn không chất từ, không bốn đến bất tư vẫn vô. Điều này khiến nhiều người nghi về độ xác thực về những gì đang diễn ra này, đó có thể là fake. Nhiều rap fan thì nhận ra đây chính là anh và lạc quan cho rằng anh Minh Nghiện chỉ đang đùa nghịch với công nghệ. Mong rằng DSK sẽ sớm có nhạc mới để chiều lòng các fan cứng của mình. Vẫn luôn có những fan chân chính luôn ngóng đợi những thông tin từ anh. Ngoài DSK thì Skyler Đấng mới đây cũng đăng tải đoạn video mới nhất của mình sau 6 năm. Ok, giờ tôi xin được gửi lời chào. Nhớ tao thì cứ từ từ đừng buông lời chửi lời gào. Sẵn tiện đây thì mọi người biết tao là ai rồi gì. Thì đây là cái kênh chính thức của tao. Rồi sao, mọi người nhớ like và follow theo dõi. Sắp tới sẽ có những sản phẩm mới. Nhớ nha, xin cảm ơn. Trở lại lần này đang được rất nhiều người chú ý. Anh còn đang ca thán rằng 6 năm rồi chưa feat với ai. Và anh thấy rằng rap Việt cần phải được sắp xếp lại. Kênh YouTube mới tạo, cùng với đó là cả TikTok mới. Đấng đang tái hòa nhập lại một cách mạnh mẽ, cùng với đội ngũ anh em hỗ trợ hùng mạnh. Dự là trách nhạc sắp tới sẽ diss nhắm tới cả rap Việt. Dịp này Đấng trở lại mang theo dòng bão rồi. Muốn được đứng trên đỉnh cao, tụi mày con với tới cả đời cũng đéo thấy đến trên đảo kinh. Tao đéo quan tâm cái biệt danh, trình độ của con nằm dưới trung bình. Kéo hết động chó tao diệt banh, chỉ cần vài phút để bung trình. Giờ để anh dạy cho mày biết cái đảo đó là như thế nào. Là cái thằng mội này là phải đảo chữ đầu như là câu này nè, hiểu chưa? Cái thằng ngu bà nội.